Ba kiểu bạn bè dễ phản bội và chơi sống. Bí quyết chọn bạn mà chơi. Kính thưa quý vị, người đáng tin cậy giống như chiếc la bàn điều hướng giữa biển cả bao la, định hướng rõ ràng và sẽ không lạc lối. Và ở bên một người như vậy, trái tim sẽ luôn thanh thản và yên tâm. Nếu bạn tìm thấy một từ chứa đựng tất cả những kỳ vọng về cái đẹp, đó chắc chắn phải là đáng tin cậy. Niềm tin và sự tin cậy là một phần không thể tách rời của mọi mối quan hệ. Nếu bạn đang tự hỏi làm thế nào để biết một người đáng tin cậy hay không, thì hãy xem ba đặc điểm sau đây để tìm ra câu trả lời. 1. Những người đáng tin cậy luôn nghiêm túc, thận trọng và có nguyên tắc. Không khó để phát hiện ra một người có đáng tin cậy hay không, bởi bạn chỉ cần nhìn vào cách họ ăn nói là biết. Người đáng tin là người không ăn nói hoa trương, không tự đề cao bản thân mình. Họ luôn biết cách hạ thấp bản thân, khiêm nhường thực tế. Đặc biệt, họ không bao giờ quên việc khích lệ sự cố gắng của người khác và đánh giá cao nỗ lực của đối phương thay vì hạ thấp họ. Những người luôn khiêm tốn, rất trầm lắng, ít nóng vội và luôn dựa vào khả năng của bản thân để vươn lên. Do vậy, bạn tuyệt đối nên tránh xa những kẻ thích hoa trương. Lúc đầu, bạn thấy họ rất giỏi, rất tài, nhưng sau này mới hiểu những người đó chỉ nói dối. Ngoài ra, nguyên tắc được sinh ra để mà đảm bảo lợi ích chung cho tất cả những người có liên quan và sự vận hành lành mạnh của các mối quan hệ. Người có nguyên tắc thường biết tôn trọng người khác và biết điểm dừng. Họ hiểu được đạo lý, những gì có thể làm và những gì không thể làm. Những người làm việc không có nguyên tắc thường khiến sự việc bị xáo trộn, trở nên phức tạp và khó kiểm soát. Rất có thể họ sẽ bất chấp thủ đoạn để mà giành được thứ mình muốn mà không tiếc tay làm tổn hại tới người khác. Vậy nên, những người biết tuân thủ các nguyên tắc mới có thể trông cậy. Trong thời đại ngày nay, nhịp sống gấp gáp và áp lực công việc ngày càng cao, thì những người tỉ mỉ và nghiêm túc ngày càng trở nên hiếm hoi. Cuộc sống mưu sinh đã trở thành cái cớ để nhiều người đánh mất chính bản thân mình. Tuy nhiên, khi bạn có được suy nghĩ nghiêm túc, cố gắng hết mình, không chiếu lệ, chắc chắn người khác sẽ nghĩ bạn là người đáng tin cậy, cuộc sống cũng trở nên tốt đẹp hơn. 2. Một người đáng tin cậy là người có nhân phẩm tốt. Một người phải lấy nhân phẩm là gốc, như vậy thì mới có thể khiến cho người khác tin tưởng được. Cổ nhân dạy, đạo đức có thể bù đắp sự thiếu hụt của trí tuệ, nhưng nếu có trí tuệ mà không có đạo đức thì cũng chỉ là đáng vứt đi. Cũng như Hồ Chủ tịch đã từng dạy, có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài, làm việc gì cũng khó. Nhân phẩm tốt được xem là vé thông hành trong cuộc đời, và chỉ có nhân phẩm tốt thì mới khiến giữa người với người có thể tin tưởng lẫn nhau. Ngoài ra, người có nhân phẩm tốt chắc chắn là người chân thành và đáng tin tưởng. Bởi vậy, muốn biết đối phương có phải là người đáng tin cậy để bạn có thể an tâm khi kết giao hay không, thì chỉ cần xem nhân phẩm của người đó có tốt hay không. Thông minh, mạnh mẽ không bằng tốt bụng. Những người đáng tin cậy sẽ không để bạn phải cảnh giác với mọi thứ và cẩn thận trong mọi việc. Họ hiểu nguyên tắc, việc của thế giới là do con người quyết định và thế giới là vô hạn. Ở bên những người như vậy sẽ khiến bạn luôn cảm thấy thoải mái và yên tâm. 3. Những người đáng tin cậy không thất hứa và dám chịu trách nhiệm với những gì mình làm. Muốn biết đối phương có đáng tin cậy hay không, chỉ cần xem họ đối phó với những khó khăn vất vả như thế nào. Với người có trách nhiệm thì dù cho gặp cực khổ, họ cũng sẽ không lẩn trốn và chủ động nhận trách nhiệm dù nỗ lực làm việc. Tinh thần làm việc luôn được những người này nêu cao. Khi họ có trách nhiệm thì họ sẽ làm việc một cách tốt nhất từ đầu tới cuối. Người ta ví những người sống có trách nhiệm như quả núi, lúc nào cũng khiến người khác cảm giác an toàn khi dựa vào.
những người chỉ biết oán trách hoặc là một mực đổ trách nhiệm cho người khác. Khi có việc xảy ra là không dám gánh vác trọng trách và chẳng thể chọn mặt gửi vàng. Khi sóng yên biển lặng, họ có thể vui vầy bên cạnh bạn, cùng bạn hưởng thụ cuộc sống. Thế nhưng, khi gặp khó khăn vì tránh ảnh hưởng tới lợi ích cá nhân, họ sẵn sàng quay lưng trở mặt, thậm chí còn rùng rẫy để mặc người khác tự mình xoay sở. Không giống với những bậc chính nhân quân tử, dám làm, dám chịu. Khi gặp khó khăn không viện cớ, dám nhận trách nhiệm mới là người xứng đáng đồng cam cộng khổ. Ngoài ra, chắc chắn trong mỗi chúng ta, ai cũng từng rơi vào hoàn cảnh này. Hẹn một người bạn đi du lịch cùng nhau trong kỳ nghỉ, nhưng tới ngày hôm đó, người bạn lại nói là có việc bận và không thể đi. Khi làm việc với đồng nghiệp, lúc đầu họ luôn thỏa thuận và hứa mọi thứ, sau đó quay đầu lại không có chuyện gì xảy ra. Bạn cùng phòng hứa sẽ đi mua sắm cùng bạn vào cuối tuần, nhưng tới cuối tuần, bạn cùng phòng chỉ ngủ suốt và dự định bị đổ bể. Trong nhiều trường hợp, tiêu chí quan trọng nhất để mà đánh giá một người có đáng tin cậy hay không là tính chính trực. Thỉnh thoảng, nếu bạn cao hứng, những gì người khác nói một cách thản nhiên, trong lòng một số người, nó đã hình thành một lời hứa. Và nói một đằng làm một nẻo là hiện trạng của rất nhiều người. Có một câu nói rất hay, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Một người đáng tin cậy là người có trách nhiệm với những gì mình đã nói và làm trong quá khứ, biết quan tâm tới cảm xúc của người khác, không tùy tiện thất hứa với người khác. Có thể thấy giá trị của sự trung thực khiến bạn có một mạng lưới tài nguyên khổng lồ và nhận được nhiều cơ hội bất ngờ cho mình. Chính xác là nếu bạn đối xử chân thành với mọi người sẽ đáp lại bằng sự chân thành. Chỉ làm được những gì mình nói thì mới thu phục được lòng người, không làm thì chỉ mất lòng người mà thôi. Do vậy, càng đáng tin cậy càng may mắn. Warren Buffett từng nói, tin cậy là phẩm chất quan trọng hơn trí tuệ. Những người đáng tin cậy có thể không giàu, nhưng họ có khuôn mẫu. Có thể không nổi tiếng, nhưng họ có nguyên tắc. Có thể không thông minh, nhưng họ có tấm lòng chân thành. Họ biết cách giải thích mọi thứ, chịu trách nhiệm về mọi thứ và dám bắt đầu và kết thúc tốt đẹp. Đáng tin cậy giống như là một cái cây, nó vẫn đứng yên bất chấp mưa gió. Cuộc sống là biển rộng bao la và trên con đường phía trước, hy vọng mọi người có thể gặp được những người đáng tin cậy để gửi vàng mà không phải hối tiếc. Và chính bản thân bạn sẽ trở thành một người đáng tin cậy và cố gắng làm cho những người bình thường sống phi thường.